Thưa quý vị, một công ty chuyên về tuyển mộ chuyên viên kỹ thuật vừa phải ngỏ lời xin lỗi sau khi một quảng cáo kiếm người của họ đưa ra trên mạng LinkedIn nói rằng vị trí này ưu tiên cho người da trắng. Fox News vào ngày 28 tháng 4 cho biết, công ty Cygnus Systems xác nhận quảng cáo kiếm người có tính cách xúc phạm này là của họ. Sau khi có những chỉ trích mạnh mẽ trên mạng, quảng cáo này nói rằng họ ưu tiên cho các ứng cử viên da trắng với các hiểu biết kỹ thuật liên quan đến tiến trình vận hành tự động với 8 tới 10 năm kinh nghiệm cho chức vụ ở hàng cao cấp cỡ trung. Công ty Sinus System có trụ sở đặt tại thành phố Sterling, tiểu bang Virginia, đưa ra lời xin lỗi về những giận dữ và bực bội mà quảng cáo này gây ra. Đồng tạm giám đốc điều hành là ông Ashwani Meyer nói rằng các nhân viên liên hệ đến quảng cáo này đã bị cho nghỉ việc. Nói thêm rằng nội dung quảng cáo đi ngược chính sách của công ty. Trước đây, công ty này cũng bị chỉ trích là đăng kiểm nhân viên, nhưng phải là nữ giới, cho công việc liên hệ với khách hàng. Công ty LinkedIn cũng ngỏ lời xin lỗi và cho hay quảng cáo này được gỡ ngay sau khi họ biết rằng và cũng khẳng định công ty không chấp nhận kỳ thị dưới mọi hình thức.